khoe ảnh áo dài, hoa khôi bóng chuyền Thu Hoài bị nhầm thành người mẫu. Nữ vận động viên bóng chuyền xinh đẹp Nguyễn Thu Hoài kể chuyện bị nhầm thành người mẫu và trở tài nói tiếng Anh như gió. Ở độ tuổi 21, Nguyễn Thu Hoài đã là một trong những cây chuyền hai xuất sắc ở đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Người đẹp quê Thái Bình từng giành danh, danh hiệu chuyền hai xuất sắc nhất giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2016, cùng đội nhà vào top 4 giải U19 châu Á và mới nhất là huy chương bạc SEA Games 30 sở hữu nhan sắc như hot girl và chiều cao 1m73 nổi bật. Trên một chương trình truyền hình gần đây, Thu Hoài chia sẻ cô thường xuyên bị nhìn nhầm là người mẫu. Đặc biệt, vận động viên bóng phiền sinh năm 1998 cho biết ước mơ ban đầu của cô là trở thành tiếp viên hàng không. Để chứng minh điều này, Thu Hoài đã thể hiện khả năng nói tiếng Anh vô cùng lưu loát. Trước đây, ước mơ của tôi là trở thành tiếp viên hàng không. Tôi học cũng khá, trong đó môn học tốt nhất của tôi là tiếng Anh. Dù vậy, lúc đó tôi rất thân tượng chị Kim Huệ nên khi các thầy về tuyển chọn vận động viên, tôi đã đăng ký và theo đuổi thể thao cho đến bây giờ, Thu Hoài kể. Nữ vận động viên 21 tuổi tâm sự bản thân từng bị đồng nghiệp, giới chuyên môn, cũng như khán giả đánh giá sai khả năng của mình. Thậm chí cô từng gặp vấn đề tâm lý, chán nản đến mức suýt bỏ bóng phiền. Chơi bóng phiền, bạn không chỉ cố gắng cho bản thân mà còn cho đồng đội nữa. Vị trí của tôi truyền đẹp hay không sẽ quyết định, người ta đánh được hay không đánh nên khá áp lực có lúc lịch thi đấu quá dày thỉnh thoảng phong độ tôi đi xuống lúc đó suy nghĩ của tôi rất tiêu cực chỉ muốn bỏ hết mọi thứ để trẻ sang một hướng khác nhưng tôi cũng dần trưởng thành và quyết tâm trên con đường mình chọn thu hoài tâm sự